Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Mất người, Man City thua nghiệt ngã Tottenham. Dù chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Man City đã phải nhận thất bại cay đắng ở vòng 25 ngoại hạng Anh. Trận cầu tâm điểm của vòng 25 ngoại hạng Anh diễn ra với sự chủ động ngay từ những phút đầu tiên của Manchester City. The Citizen tự tin kiểm soát bóng và tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm ngay từ đầu. Phút thứ 27, Sergio Aguero có cơ hội dứt điểm rất tốt trong vòng cấm. Tuy nhiên, những đầu ngón chân của Norris đã khiến bóng chạm cột dọc nảy ra ngoài. Sau đó là liên tiếp là các cơ hội dành cho đội khách, nhưng họ không thể tận dụng thành công. Những tưởng Man City sẽ có bàn thắng mở tỷ số khi họ được hưởng penalty ở phút thứ 38. Thế nhưng thủ quân Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá thành công quả đá của Gundogan, giữ cho đội khách không bị thủng lưới trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, thấy trận không có nhiều thay đổi, các học trò của Pep Guardiola vẫn nắm giữ phần lớn thời lượng bóng, nhưng cũng giống như hiệp 1, họ vẫn không thể tận dụng những cơ hội của mình. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 60, Zinchenko phạm lỗi non nớt và phải nhận thẻ vàng thứ hai khiến The Citizen chỉ còn chơi với 10 người. Rất nhanh chóng, Spurs đã tận dụng lợi thế hơn người. Ở ít phút sau đó, phút thứ 63, tân binh Bergwijn của Spurs nhận bóng ở dưới vòng cấm. Anh xử lý gọn gàng và có pha bắt volley đẳng cấp mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó 8 phút, đến lượt Song Min tỏa sáng, tiền đạo người Hàn Quốc dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt cho Spurs sau khi có bóng thuận lợi ở ngoài vòng 16m50. Những phút sau đó dù rất nỗ lực nhưng 10 người của Man City là không đủ để làm nên điều kỳ diệu tại London. Thua trận này, Man City đã kém Liverpool tới 22 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League của mình. Arsenal tiếp tục không thắng ở ngoại hạng Anh. Arsenal của Mikel Arteta vẫn không thể có được 3 điểm sau trận đấu nhận nhòa trên sân của Burnley ở vòng 25 ngoại hạng Anh. Lòng khách trên sân của Burnley, Arsenal được đội chủ động dồn ép ngay từ đầu với song sát Aubameyang Lacazette trên hàng công. Pháo thủ tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng sự vô duyên của chân sút Gabon khiến đội khách không thể mở tỷ số. Bên kia chiến tuyến, Burnley vẫn trình diễn một lối chơi rình rập đầy khó chịu. Chủ nhà dù chủ động nhường thế trận vẫn nhưng vẫn luôn sẵn sàng tạo ra những cơ hội có thể gây nguy hiểm cho khung thành được chấn giữ bởi Neno. Mặc dù vậy, Gerrard và các đồng đội cũng không một lần khoan thủng mảnh lưới của đối phương trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Burnley bất ngờ tăng tốc, đội chủ nhà liên tục thực hiện những quả tạt từ hai biên và thực sự khiến khung thành của Arsenal phải chao đảo. Hàng loạt cơ hội ngon nan đến với đội chủ nhà, nhưng thậm chí đến cơ hội điểm bóng ở cự ly rất gần của Gerrard, tiền đạo người Anh vẫn không thành công. Với Arsenal đội khách với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ trong hiệp 2, không thể tạo ra sự khác biệt. Qua đó chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng, chia điểm trên sân của Burnley, Arsenal tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ronaldo lập cú đúp, Juventus hủy diệt Fiorentina. Không thi đấu quá vượt trội so với đối thủ Fiorentina, nhưng Ronaldo và các đồng đội vẫn biết cách kiếm 3 điểm với một chiến thắng cách biệt. Đón tiếp Fiorentina trên sân nhà, Juventus không ngần ngại tràn lên tấn công ngay từ tình huống hai cuộc. Các học trò của Sarri làm chủ thế trận, tuy nhiên những đường lên bóng của họ không tạo ra quá nhiều sức sát thương. Tỏ ra tương đối bế tắc trong các phương án tấn công, đội chủ nhà bất ngờ có cơ hội cực tốt ở phút thứ 37 khi cú đá của Pjanic đưa bóng trúng tay hậu vệ Fiorentina trong vòng cấm đối thủ. Và một quả penalty đến với lão bà, trên chấm phạt 11m, Cristiano Ronaldo không phạm sai lầm nào, hạ gục thủ môn Dagoski mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, chính Fiorentina mới là đội thi đấu sáng sủa và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tuy nhiên sự vô duyên của các cầu thủ tấn công khiến đội bóng áo tím liên tục bỏ lỡ thời cơ. Bên kia chuyển tuyến, Juventus dù không còn quá dồn ép như hiệp 1, nhưng họ vẫn có được điều mình cần. Phút thứ 77, đội chủ nhà đã hưởng quả penalty thứ 2 và Ronaldo một lần nữa chiến thắng trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút cuối trận, chủ nhà còn ghi thêm một bàn thắng nữa do công của De Ligt, qua đó hoàn tất chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng. Với kết quả này, Juventus tiếp tục dẫn đầu Serie A. Udinese thua 0-2 trước Inter Milan, Lukaku gánh team. Lukaku ghi cú đúp, Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước Udinese ở trận đấu thuộc vòng 22 Serie A 2019-2020 diễn ra rạng sáng nay ngày 3 tháng 2. Juventus đã giành chiến thắng 3-0 trước Fiorentina ở trận đấu sớm, nên Inter Milan buộc phải thắng Udinese ở vòng 22 Serie A để tiếp tục bám đuổi bà đầm già thành Turin trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Huấn luyện viên Conte thể hiện quyết tâm chiến thắng bằng việc tung ra sân đội hình mạnh nhất. Chiến lược gia người Italia xếp 3 tân binh của Inter Milan ở ghi chuyển nhượng tháng 1-2020 là Jan Moses và Eriksen ra sân ngay từ đầu. Mặc dù phải làm khách nhưng Inter nhập cuộc rất tự tin, chiếm lợi thế trận ngay sau tình còi khai cuộc. Tuy nhiên, việc vắng Lautaro Martinez vì án treo giò khiến Inter gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của đội chủ nhà. Các học trò của huấn luyện viên Conte liên tục tung những cú sút xa để tìm kiếm cơ hội nhưng bất thành.
Udinese cũng vậy, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công, cơ hội ghi bàn chủ yếu đến từ những tình huống cố định và dứt điểm từ xa. Không thể xúc tung lưới đối phương trong hiệp 1, Inter Milan chơi đầy quyết tâm ở hiệp 2. Robin Conte rút Tristan Eriksen và Sebastiano Esposito rời sân, nhường chỗ cho Marcelo Brozovic và Alexis Sanchez. Sự thay đổi này giúp đội khách có thế trận tốt hơn trước Udinese. Phút thứ 64, Lukaku nhận đường truyền của Nicolò Barella ở trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Bỉ hãm bóng tốt, loại bỏ một hậu vệ của Udinese, sau đó dứt điểm tinh tế bằng chân trái, đánh bại thủ môn Musso mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Inter Milan dễ đá hơn hẳn, nhất là khi mà Udinese buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 70, Alexis Sanchez có pha bứt tốc xông nhập vòng cấm, buộc thủ môn Musso phải phạm lỗi. Inter Milan hưởng quả phạt đền và Lukaku thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-0. Ở khoảng thời gian thi đấu còn lại của trận đấu, Udinese đã chơi rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng của Gianluca Gotti đã không làm được điều mình muốn nên phải nhận thất bại với tỷ số 0-2. Đây là trận thua thứ tư trên sân nhà của Udinese ở Serie A 2019-2020. Chiến thắng 2-0 trước Udinese giúp Inter Milan bám sát Juventus trong cuộc đua đến ngôi vô địch Serie A 2019-2020. Hiện tại, Nazari có 51 điểm, kém nhà đương kim vô địch 3 điểm. Trong khi đó, Udinese có 22 điểm sau 22 trận, đứng vị trí thứ 15. Barcelona 2-1 trước Levante, lịch sử khắc tên Fati. Tỏa sáng ở trận Barcelona thắng Levante 2-1, Fati đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp ở một trận đấu tại La Liga. Như thường thấy từ đầu mùa 2019-2020, Barcelona trở thành một đội bóng hoàn toàn khác khi được đá tại Nou Camp. Trái với bộ mặt nhợt nhạt ở những chuyến sân nhà, điển hình là trận thua sốc trước chính Levante ở lượt đi La Liga, thua 1-3. Barcelona đã chơi thanh thoát, áp đảo toàn diện cho đối thủ này ở hiệp 1 trận lượt về diễn ra rạng sáng nay. Chơi trên chân so với Levante, tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm và cơ hội ăn bàn. Nhưng mãi đến phút thứ 30, Barcelona mới có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường truyền tinh tế của Messi, Fati đã xâm nhập vòng cấm Levante trước khi chọc thủng lưới thủ môn Aitor Fernandes mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đúng một phút sau bàn thắng mở tỷ số, Fati một lần nữa tỏa sáng. Phút thứ 31, cũng từ một đường truyền của Messi, tiền đạo 17 tuổi đã lần thứ 2 chọc thủng lưới Levante, giúp đội bóng xứ Catalan dẫn trước với tỷ số 2-0. Hưng phấn vì dẫn trước được hai bàn, Barcelona tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, áp đảo Levante và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng của Vicentin đã bỏ lỡ không ít những cơ hội ngăn ăn và không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1. Bị dẫn trước hai bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Levante đã đẩy cao đội hình chơi tấn công tích cực hơn. Ngay những phút đầu hiệp 2, sức ép của đội khách khiến hàng thủ Barcelona không ít lần trao đảo. Tuy nhiên, nhờ tài năng của Stegen và sự vô duyên của các chân sút của Levante, nên Barcelona đã may mắn chỉ thủng lưới một lần ở hiệp 2. Sau rất nhiều nỗ lực, Levante đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút bù giờ thứ 2 nhờ công của Ruben Dorichina. Đây cũng là tất cả những gì đội khách làm được tại Nou Camp. Chung cuộc, Levante để thua Barcelona với tỷ số 1-2. Ihalo lần đầu lên tiếng về vụ sang MU. Tiền đạo người Nigeria Odion Ihalo đã có những chia sẻ đầu tiên về vụ chuyển nhượng bất ngờ đến từ Manchester. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, Odion Ihalo đã đạt thỏa thuận chuyển đến MU theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Trung Quốc Shanghai Shenhua. Thương vụ này khiến giới một điều rất bất ngờ, bởi lẽ Ihalo bị xem là cầu thủ đã hết thời sau khi chuyển đến Trung Quốc thi đấu từ 3 năm trước. Mặc dù vậy, MU cũng có ý đồ riêng của họ khi mượn một cầu thủ vốn yêu thích câu lạc bộ từ nhỏ như Ihalo. Hôm qua, Ihalo đã bay đến Manchester và có những chia sẻ đầu tiên với Sky Sports ngay tại sân bay. Tiền đạo 30 tuổi này nói: "Đây là giấc mơ trở thành sự thật, bởi lẽ từ khi còn là một cậu nhóc, tôi đã yêu và mơ được khoác áo Manchester. Bây giờ giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi không thể nói gì nhiều hơn cho đến khi tôi bắt đầu với Manchester. Mọi chuyện đã diễn ra thật điên rồ, rõ ràng là tôi hạnh phúc khi được đến Manchester. Đây là cơ hội tuyệt vời cho cá nhân tôi và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì nó. Tôi rất hạnh phúc và sẽ làm việc hết mình với đội bóng để chúng tôi có thể kết thúc mùa giải tốt nhất. Kế hoạch lúc này của tôi là nghỉ ngơi một chút bởi vì tôi vừa bay một chuyến bay rất dài từ Thượng Hải đến Manchester. Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc từ thứ hai." 107 năm Arsenal mới lại kém thế này. Trận hòa không đều trước Burnley khiến Arsenal có kết quả kém cỏi nhất trong vòng 107 năm qua ở giải vô địch quốc gia Anh. Tối qua, Arsenal bất lực trước Burnley tại sân Tramore và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều. Đây đã là trận hòa thứ tư liên tiếp của pháo thủ tại Premier League và khiến họ chịu đựng kết quả kém cỏi nhất trong vòng 107 năm qua. Sau 25 trận đã đấu, Arsenal chỉ thắng được 6 trận, họ đã hòa đến 13 trận và thua 6 trận còn lại.
Cho dù không thua quá nhiều, nhưng Arsenal lại hòa quá nhiều. Kết quả này khiến họ đứng thứ 10 với vỏn vẹn 31 điểm, bằng chính Burnley, Newcastle, Southampton và chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Tính từ mùa giải 1912-1913 đến nay, Arsenal mới giành được điểm số thấp đến vậy sau 25 trận đấu. Cách đây 107 năm, pháo thủ chỉ giành được đúng một chiến thắng trong cùng giai đoạn. Hiện tại Arsenal chỉ có vỏn vẹn một chiến thắng tại Premier League sau 7 trận dưới thời tân huấn luyện viên Mikel Arteta. Với 13 trận hòa đến thời điểm này, Arsenal đã phải chịu đựng số trận hòa nhiều nhất mùa giải, tính ở các mùa 38 trận trong lịch sử. Sau trận hòa Burnley, Arsenal sẽ có 2 tuần nghỉ đông. Đây là khoảng thời gian quý báu để huấn luyện viên Arteta cùng các cộng sự giải quyết căn bệnh hòa mà họ đang vấp phải. Các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để được chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào, bye bye.